khi mấy vị hộ pháp cho sau này thuộc Việt Nam cả mấy chục triệu người bu nữa chứ không phải vậy không, thì mấy vị cũng cần, trong đó có quỷ, có con quỷ con ma cũng hơn phân nửa trong đó, thì mấy vị cũng cần phải đề phòng về mặt vô vi. Còn về mặt đời á thì mấy vị cũng kêu phụ cũng phải tự đề phòng, hiểu không? Trời ơi, có Trần Đại Quang chỉ nên đi vô cái nhà máy lạnh của Trung Cộng thôi mà ông bị cái chén lên đen thui và kẹt. Còn bây giờ xác phàm là cũng vậy thôi, không nữa là người phàm ai nhằn nhào tới để cái gì vô người cho phụ đâu có đỡ tay kịp, dầu cho mấy gì có cũng kịp ha. Thì cứ thử đi, thử thì sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, giống như sáng bác không kể. Còn có người đó, có mấy ông thầy với Nam Cơ Ly tối ngày cái đi xỉa sói thiên tâm, nguyên cái gia đình nó cũng xỉa sói thiên tâm, nguyên cái nhà hả bị ăn cướp rồi bị con cái bị tai nạn khủng khiếp. Sư phụ biết được sư phụ rất là đau lòng, phải khấn cho họ để cho họ đừng có bị mất mạng. Nhưng mà khi mà họ đã thân khẩu ý mà thì họ đã buông những lời mà xỉa sói cha mẹ rồi thì rất mà khó mà có cái phước đời này mà được về trời. Sư phụ bảo đảm những cái họ thiên hôm nay trong lúc sư phụ còn hiện tiền mà đã mang họ thiên, sư phụ sẽ cố gắng mang tất cả con về trời hết một đời này, đó là thiệt. Còn ai mà có phước đeo chiếc vòng của sư phụ thì là chắc ăn luôn thêm một cái insurance nữa. Còn ngoài ra những con của họ cà gù cà gập hay họ chiên hay là họ giàu hay là họ mã tấu hay là họ kiếm cận hay họ sân chức sân sao thì cái đó thì đời này họ không hiểu, nhưng mà đời sau bảo đảm họ sẽ hiểu. Vì khi mang một cái thân phàm khác, họ đâu có cơ hội để mà mạnh khỏe mà quyền lực nữa đâu. Họ sẽ mang bị một người bệnh tật nghèo khó thì lúc đó mới biết cha biết mẹ. Chuyện rất là tức cười, rất là buồn cười ở chỗ này, mấy đệ tử họ thiên phải nên nhớ, bất cứ chùa nào, bất cứ nhà thờ nào, bất cứ lễ hội nào lớn lớn khủng khiếp trên thế giới, cả triệu cả tỷ người tham dự, bất cứ ông giáo hoàng nào mà giỏi lỗi lạc mà làm một buổi lễ gọi là buổi lễ về tâm linh á, tâm linh là cũng là thánh cha mình thôi, thì nhưng họ không bao giờ họ ngờ con cha đang đứng đây thay thế cái tiếng của cha để nói lên sự thật để cho họ hiểu, để họ được kịp thời. Trong chùa cũng vậy, thử con đi một cái khóa hội của ba vàng ba đình ba bính gì không cần biết, bất cứ phật tử nào hay là mấy ông thầy nữa hòa thượng vô là lại ăn lại hai ngày hộ pháp ở trước cửa chùa mình nè, đúng không? Rồi lại mấy ông thần, rồi lại mấy chư thiên, mấy gì chỉ là lính lắc nhỏ xíu của thiên đình của cha thôi, vậy mà lại mấy ngày. Còn cha mà là thượng đế tối cao, vậy mà xỉa xấu, vậy bao nhiêu công đức của mấy người đó lại cha, lại mấy vị hộ pháp, lại Phật, có công đức không? Không có. Cho nên đó là tại sao ma quỷ họ rất là xảo quyệt. Gần mấy trăm năm nay họ làm cho tất cả nhân loại quên đi thượng đế, không biết cha là ai, họ nhận giặc làm cha đó, không biết cha mình tối cao mà họ quên lãng, đến ngôi miếu nhỏ vậy mà cũng quên, cũng không có mẹ mình đó. Đó là thiên ma nó làm. Cho nên hôm nay tại sao cha rất là buồn, lập ra thiên tâm để mà tất cả con của cha quay tụ về để nhớ cha. Mình không khấn, mình không nhớ cha mẹ mình, cha mẹ mình làm sao cứu được mình? Cũng do như các đệ tử có con cái nhỏ nhỏ, nó đi học hay nó làm gì, nó ăn chơi hay nó bồ bịch mà nó không có chịu gọi về, Tết nó cũng không có về thăm mình, thì làm sao mà mình lì xì cho nó, làm sao mà mình biết nó sức khỏe như thế nào để mà mình lo cho nó. Nhưng mà nước mắt không bao giờ chảy ngược, cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Đó là lý do sư phụ phải chịu khổ mang thân phàm để nhắc lại chúng ta có cội nguồn, chúng ta có cái chân linh là cái thằng linh hồn rất là quan trọng.
là do cha tạo ra một cái phần thân xác của cha tạo ra cơ thể này, rồi mẹ tạo ra cái chân thần của chúng ta để rồi mang cái thân người để mà đi học. Cái thân người cũng như cầm tập đi học, mặc áo đi học thôi à, áo trắng quần xanh đi học thôi. Cái thân này nè, trăm năm này nè, cơn gió thoảng nè. Còn cái thân hồn sẽ bất tử, linh hồn sẽ bất tử, sẽ về với cha. Rồi đứa nào mà học không xong mang cái thân người để mà làm học rớt là phải thi lại đúng không, chứ đâu phải học rớt cha cho về đâu. Nhưng mà một lần mà mang thân người mà không có bệnh tật, mà nghe được tiếng Phật pháp, có thầy, có bạn đạo, có thiện chí thức, đó là đại phước. Còn lỡ như mình mang thân người làm người phi châu thì sao? Lỡ như mang thân người làm người như tụi ở bên dĩ ra xa thì sao? Hay là mấy thằng khủng bố nó mang danh cha rồi, nó nói nó giết người rồi, nó được cha thưởng 500 cô tiên. Thì không bao giờ có chuyện đó. Mang thân người mà thân người Việt Nam kìa, là bây giờ nè, mới là cực kỳ là đại phước rồi. Là giống như trúng số là được 5,5 số, còn nửa số nữa là lãnh thưởng rồi. Chị mà không ghét nữa, thì đợi đến mang thân người nào mới chịu khó.